Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2021, giờ Houston. Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng nước Nhật là ông Kishida Fumio, Thủ tướng của Việt Nam là ông Phạm Minh Chính đã đáp máy bay tới phi trường Haneda ở Tokyo, nước Nhật vào lúc 20:20 giờ của nước Nhật, tức là khoảng chừng 16:20 giờ Việt Nam, để có chuyến viếng thăm chính thức từ ngày 22 tới ngày 25 tháng 11. Thưa quý vị, tháp tùng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính có các bộ rất là hùng hậu, đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Y tế, Bộ Chủ tịch Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Văn phòng Chính phủ. Đó là những bộ, văn phòng và Viện Kiểm sát của Việt Nam cũng đã tháp tùng qua thăm nước Nhật chính thức theo lời mời của Thủ tướng Kishida Fumio. Thưa quý vị, theo truyền thông ở trong nước cho biết là ngày hôm nay, ngày 23, thì Thủ tướng và Phái đoàn Việt Nam đã đến tham dự lễ xuất khẩu quả quýt Unsu của Nhật Bản và nghe phía Nhật Bản trình bày giới thiệu quýt Unsu mà họ gọi là một trái cây vàng của Nhật để mở cửa thị trường quýt Unsu tại Việt Nam. Đó là ngày hôm nay, ở trong truyền thông trong nước đã cho biết như vậy. Quýt Unsu là một trái cây rất tươi mát của nước Nhật, nhiều người ở Nhật ưa chuộng, hy vọng là sẽ đưa qua Việt Nam, sẽ được rất là nhiều người Việt Nam thương mến đón nhận quýt Unsu. Rồi cũng theo truyền thông trong Việt Nam cho biết rằng là Thủ tướng Phạm Minh Chính đã rời thủ đô Tokyo và đến thăm tỉnh Tochigi nằm ở vùng Kanto trên hòn đảo Honshu của Nhật Bản. Thưa quý vị, địa phương cái hòn đảo Honshu này có một vị trí trung tâm, giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Nhật Bản. Tochigi là ở khu vực có một thế mạnh về các ngành dịch vụ, về du lịch và cũng là nơi tập trung nhiều tập đoàn và khu công nghiệp. Không thấy đi Hiroshima hay là Nagasaki, nhưng mà đó là nơi đi, đó là Tochigi. Thưa quý vị, ở tại Tochigi đó thì thống đốc của cái tỉnh bang này đó là ông Fukada Tomikazu đã trao đổi về tình hình hợp tác với Việt Nam và tình hình người Việt ở tại tỉnh này để xuất cảng và tăng cường hợp tác giữa tỉnh Tochigi và Việt Nam. Thưa quý vị, ở tại tỉnh Tochigi có rất là nhiều công nhân Việt Nam. Và theo dự kiến đó, thì là tỉnh Vĩnh Phúc của Việt Nam và tỉnh Tochigi là hai tỉnh có văn kiện hợp tác với nhau, và Thủ tướng Phạm Minh Chính là người đứng ra chứng kiến và ký nhận sự hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Tochigi. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng là một nơi có nhiều nhà máy hãng xưởng và Tochigi cũng vậy. Tochigi đón rất là nhiều công nhân Việt Nam. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng là một nơi có những nhà máy của Nhật Bản. Thưa quý vị, cũng ngay ngày hôm nay, thưa quý vị, là ngày 23, đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có một cuộc hội nghị hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản để nghe doanh nghiệp của người Nhật muốn đầu tư vào Việt Nam chia sẻ và ý kiến và đệ trình những yêu cầu như thế nào đối với chính phủ Việt Nam. Và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu ở trong sự kiện này, đó là Việt Nam rất sẵn sàng mở cửa và đón nhận các doanh nhân của Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, là một thị trường rất tốt và là nơi cung cấp nhân công rất tốt
và có năng khiếu. Thưa quý vị, ở trong cái tình hình mà Trung Quốc làm căng với nhiều quốc gia, trong đó có cả Nhật Bản, nhất là làm áp lực lên trên đảo Đài Loan. Ông Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói với các doanh nhân của Đài Loan đó là họ phải chọn bên. Một là họ chọn Trung Quốc, hai là họ phải chọn Đài Loan. Và cũng những cái sự tương tự ở đằng trong, khi mà những doanh nhân Nhật Bản đầu tư vào Trung Quốc thì cũng bị làm áp lực là phải chọn Trung Quốc hoặc là đừng có mà chọn Đài Loan. Thì nếu bây giờ đó Nhật Bản, những doanh nhân đó nó có một nơi khác, mặc dù thị trường không lớn nhưng mà nhân công thì y hệt như vậy, cũng có thể rẻ hơn và năng khiếu hơn, thì họ có cơ hội, đó chính là Việt Nam. Và đây cũng là điều mà các doanh nhân Đài Loan đang suy nghĩ tới, là nước Việt Nam có cho họ một cơ hội không bị áp lực bởi Trung Quốc. Họ cần không phải chỉ là thị trường mà là nhân công, là sản xuất nữa. Thì Việt Nam giúp cho họ về vấn đề sản xuất. Nên Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bày tỏ điều đó đối với các doanh nhân của Nhật Bản ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay thưa quý vị thì Thủ tướng cũng có chương trình gặp gỡ cộng đồng người Việt ở tại Nhật, rồi Thủ tướng gặp gỡ đại sứ của Việt Nam ở tại Nhật, rồi cũng đã tiếp đón hàng loạt tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản như là tập đoàn Ineos, tập đoàn năng lượng số 1 Nhật Bản, tập đoàn Aeon, tập đoàn thương mại bán lẻ lớn nhất của thế giới và là một trong những nhà bán lẻ lâu đời nhất của Nhật Bản, rồi tập đoàn Marubeni, tập đoàn thương mại hàng đầu Nhật Bản, tập đoàn đa ngành nghề lớn nhất Nhật Bản là Soji và tập đoàn Moco. Như vậy là Thủ tướng đã đón tiếp các doanh nhân và các tập đoàn của nước Nhật dự trù mang lại lợi nhuận kinh tế song phương là vài tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị. Rồi Thủ tướng cũng đã nói chuyện với cán bộ ngoại giao của Việt Nam ở tại Tòa đại sứ Việt Nam ở tại Nhật. Và Thủ tướng cũng đã tiếp đón các đại diện cộng đồng người Việt ở Nhật Bản, đa số là bày tỏ sự hãnh diện và vui mừng khi thấy Việt Nam đang phát triển và uy tín của Việt Nam ngày càng tăng trưởng ở tại chính trường quốc tế. Thưa quý vị, ngày mai đó, vào ngày 24 đó, thì mới có cái nghi thức dành cho Thủ tướng Việt Nam đón tiếp chính thức từ Thủ tướng Kishida Fumio và Chủ tịch cũng như là Thượng và Hạ viện. Thì đó là nghi thức ngoại giao giữa hai chính phủ. Còn hôm nay là đã đón tiếp các tập đoàn kinh doanh, cộng đồng người Việt, rồi Đại sứ quán của Việt Nam. Nói chung đây là một sự thành tựu rất lớn, tạo uy tín của Việt Nam trên chính trường quốc tế. Doanh nhân của Nhật Bản cảm thấy đầu tư vào Việt Nam thoải mái, không bị áp lực, chứ không phải giống như là đầu tư vào Trung Quốc. Thưa quý vị, truyền thông Nhật Bản có cho biết rằng Việt Nam và Nhật Bản hiện giờ là có đối tác cùng lợi ích chiến lược. Có cùng lợi ích chiến lược, thưa quý vị. Tại sao Thủ tướng Kishida Fumio lại đón tiếp một vị khách mà đầu tiên trong cuộc đời của ông với tư cách là thủ tướng, lại chính là thủ tướng của Việt Nam? Quý vị biết rồi, đó là vào ngày 31 tháng 10 năm 2021, cách đây gần một tháng, ở tại Nhật Bản đã có cuộc bầu cử lại và đảng Dân Chủ Tiến Bộ của Thủ tướng Kishida Fumio đã chiếm đa số, nên ông đã được Nhật Hoàng chỉ định là thủ tướng của nước Nhật. Và ông cũng đã gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính ở tại hội nghị khí hậu biến đổi toàn cầu Glasgow
ở tại Glasgow, thủ phủ của xứ Scotland thuộc Vương quốc Anh. Hai người cũng đã trao đổi rất là tâm đắc. Thế tại sao lại về thì lại mời Việt Nam liền, là thủ tướng, coi như thủ tướng Phạm Minh Chính là chính khách đầu tiên được mời qua Nhật. Ở trong cái thời kỳ đầu tiên của thủ tướng Kishida Fumio. Tại sao? Thưa quý vị, cứ lắng nghe truyền thông của quốc tế và truyền thông của Nhật Bản đi, thì chúng ta hiểu rằng đối với Nhật Bản, coi Việt Nam bây giờ rất quan trọng, là vị trí giao thoa giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, là vị trí mà như nước Mỹ đã từng nhận định đó là chiến địa tranh giành ảnh hưởng. Và như là Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chia sẻ với những nỗi lo âu của các doanh nhân Nhật, đó là Việt Nam là một quốc gia thoải mái, cung cấp được các nhân công mà không bị áp lực. Nên truyền thông Nhật đã nói là Việt Nam là đối tác có lợi ích chiến lược trên nhiều mặt, về mặt kinh tế lẫn luôn cả mặt phòng thủ an ninh quốc gia. Quý vị cũng đã biết rằng là Nhật Bản rất hỗ trợ cho Việt Nam có tiếng nói ở tại Biển Đông, và Việt Nam cũng đã hỗ trợ cho Nhật Bản để có tiếng nói ở Biển Hoa Đông, mà cũng là biển cái vùng quần đảo Senkaku, đó là điếu ngư đó. Thì Việt Nam và Nhật Bản coi như là hai nạn nhân bởi sự hung hăng của Trung Quốc, thì hai nạn nhân này, the two victims, là hợp tác lại với nhau để bảo vệ quyền lợi của mình thì cũng là một chuyện bình thường, không phải là một liên minh quân sự. Thưa quý vị, quý vị hãy nhớ là khác nhau nha. Bảo vệ nhau, không phải là một liên minh quân sự. Chứ không có những người lại tấn công tôi nói ông Hùng là đi lạc, là bảo rằng là có là liên minh với một quốc gia này chống lại một quốc gia khác. Cái điều đó tôi không muốn nói đến nha. Cái đó tôi không nói đến nha. Tôi không có hề chủ trương nói như vậy nha. Tôi phải xác định trước cái chuyện đó. Tức là Việt Nam trên phương diện ngoại giao là hỗ trợ và có tiếng nói về vấn đề mà là Trung Quốc hung hăng ở tại Biển Hoa Đông. Thì ngược lại đó, Nhật Bản cũng có tiếng nói rằng là Trung Quốc hung hăng ở tại Biển Đông Việt Nam. Tôi nói như vậy chứ không có nghĩa là tôi nói rằng là cho Việt Nam và Nhật Bản liên minh quân sự để chống lại Trung Quốc. Có những người hay thích cắt câu bẻ chữ xuyên tạc, hay nối cái gì đó tầm bậy tầm bạ rồi ấn chữ vô miệng của tôi, cho nên tôi phải cũng dài dòng như vậy. Xin quý khán thính giả thông cảm. Vì trong 2 năm nay có một cái bọn luôn đi bám theo, chuyên cắt xén, cắt chữ, cắt câu. Chỉ tôi nhiều khi nói chỉ lộn một cái gì đó thôi, thì do cái nhớ, một là nhớ sai, hoặc là nói từ ngữ bên hải ngoại nó lộn một cái gì đó thôi, thì là họ làm ầm lên. Cho nên tôi mà không nói rõ cái này thì họ nói là ông Hoàng Duy Hùng kêu rằng là Việt Nam bỏ 3-0 đi. Họ sẽ là như vậy. Cho nên tôi cũng xin lỗi quý khán thính giả, tôi phải minh định rõ là tôi không hề ý có nói đó. Việt Nam hỗ trợ và nói rằng Trung Quốc hung hăng ở tại Biển Hoa Đông, thì Nhật Bản cũng nói rằng là Trung Quốc hung hăng ở tại Biển Đông. Đó là tiếng nói hổ tương lẫn nhau. Vì đó là mà theo truyền thông của Nhật Bản, quyền lợi chiến lược của mỗi một quốc gia cần phải lên tiếng. Và vì lý do đó, thưa quý vị, vì Việt Nam ở một cái vị thế như tôi nói là giao thoa giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, và kinh tế của Việt Nam cũng là một nơi mà Nhật cảm thấy rằng cần phải chú ý, nên Thủ tướng Nhật Bản mới gọi như là đắc cử trong vòng có 1 tháng là mời Thủ tướng Việt Nam qua, là chính khách đầu tiên với tư cách là thủ tướng đến nước Nhật. Quý vị cũng đã biết rồi là Việt Nam và Nhật Bản có bang giao từ năm 1973. Và Nhật Bản là một trong đứng hàng thứ tư trong vấn đề mà đầu tư vào Việt Nam. Nhật Bản cũng là một quốc gia tài trợ về ODA,
ODA lớn nhất của Việt Nam là giúp cho vấn đề mà xây dựng hạ tầng cơ sở thưa quý vị. Nhật Bản đối với Việt Nam rất là rộng rãi, phải nói là như vậy. Mà Nhật Bản phải nên rộng rãi với Việt Nam là vì Nhật Bản đã có một cái quá khứ với Việt Nam không được tốt trong cái thời kỳ trước khi có cách mạng thành công vào tháng 8 năm 1945. Nhật Bản đã chiếm đóng Việt Nam vào cái thời kỳ đó và đã dùng chính phủ hồi thời kỳ đó của ông Trần Trọng Kim như là một chính phủ bù nhìn, gây ra nạn đói ất dậu ở tại Việt Nam. Nạn đói 1945 và chắc quý vị cũng đã nhớ là khoảng 2 triệu người dân Việt Nam chết đói. Nên những gì mà Nhật Bản đang làm với Việt Nam, có những khoản về ODA hoặc là đầu tư thương mại hoặc là đối tác thương mại song phương vân vân, là cũng là một cách tốt để cho Việt Nam và Nhật xóa đi những cái gì, không phải là xóa, gác lại thôi. Xóa thì cứ từ từ, nên là cái những cái sự đau thương đã diễn ra trong quá khứ năm 1945. Điều đó tốt cho dân tộc Nhật và cho dân tộc Việt Nam. Nên Thủ tướng Kishida Fumio mới nhận chức thì đã mời Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính và phái đoàn qua nơi đó để bày tỏ sự thiện cảm, tạo một sự thân thiện, nối kết chặt chẽ hơn với nước Nhật, là một sự kiện rất vui mừng và rất tốt. Đây là quyền lợi, lợi ích chiến lược giữa Nhật Bản, của Nhật Bản và của Việt Nam luôn. Thưa quý vị, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Chuyến đi Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính chắc chắn gặt hái được nhiều thành quả, đầu tư vài tỷ Mỹ Kim bởi các doanh nhân Nhật và tạo một sự thân thiện giữa hai dân tộc Nhật và dân tộc Việt Nam, và dần dần xoa dịu những đau thương của quá khứ năm 1945 trước đó nữa. Xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.